Dạ vâng, Đoàn Nghị Ô Tô Cũ Hải Phòng xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Kia K3 có năm sản xuất 2014, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng, mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A 47317. Một mẫu xe Kia K3, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Keo chỉ zin và máy số zin. Bác nào mà mua về chạy dịch vụ hoặc chạy gia đình con này thì đều ok các bác nhá. Form dáng của em nó thì rất là phong cách thể thao. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia K3 sản xuất 2014, số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ, ký nháy lăn tay đầy đủ này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Kia K3 trang bị túi khí cũng như ABS đầy đủ, màn hình Android chống trơn, chống trượt và chống bó cứng, trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ, tư nhân chính chủ, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia K3 ấy, mua về khởi nghiệp hoặc là chạy gia đình thì rất là ok các bác nhá. Đấy, sơn xi thì màu đen xịn sò rồi. Đấy, phanh đĩa 4 bánh này. Đấy, trang bị phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Đấy, sơn xi thì màu đen xịn sò rồi. Đấy, quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, alo cho em nghe. Alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Đấy, bên em là đơn vị chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Nội thất ghế da màu đen. Đấy, ghế da màu đen các bác nhá. Đặc biệt vùng Kia K3 còn có cả vùng điều hòa phía sau các bác này. Đấy, vùng điều hòa phía sau các bác nhá. Đấy, ngồi phía đằng sau thì không sợ nóng, rất là mát luôn. Đấy, mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ đều ok hết. Đấy, cột kèo đầu đít zin, vâng, máy số zin luôn. Đấy, máy số zin, cột kèo đầu đít zin, keo chỉ zin cả xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia K3 2014 mà giá tiền chỉ với hơn 300 triệu đồng, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em nghị các bác nhé. Alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ là tại thôn 1 mà xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhé. Đấy, nội thất thì rất là tươi, nội thất tươi đó nói các bác này. Ghế da trang bị màu đen chỉ đỏ. Chân của nó này, chân của nó vẫn là chân nỉ nguyên zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Vâng, cửa lẻo thì rất là chắc chắn luôn. Đấy, cửa lẻo thì đóng phập phập luôn các bác nhá. Bệ bậc lên xuống này. Đấy, đã được ốp inox mạ chrome rồi. Đấy, ốp gác bản nề cánh cửa. Đấy, những phần ốp gác bản nề chưa hề động đến ca lê mỏ lét luôn. Đấy, chưa hề động đến ca lê mỏ lét các bác nhá. Đấy, hệ thống thông số kỹ thuật này. Đấy, hệ thống cột kèo của xe. Tất cả phần cột kèo đinh tán của xe nguyên đai nguyên kiện luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia K3 sản xuất năm 2014 này, bàn phím tích hợp trên bô lăng. Đấy, bàn phím tích hợp trên bô lăng, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, màn hình Android cam lùi. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng này, cứ alo cho em đi. Vâng, alo trực tiếp cho em. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có nhá. Đấy, để được cái giá tốt nhất luôn. Đấy, tất cả những phần keo chỉ của xe. Đấy, tất cả phần keo chỉ là keo chỉ của nó, keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin đều tắp tắp luôn các bác này. Đấy, zin đều tắp tắp các bác nhá. Đấy, rất là ok. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ thì rất là đẹp các bác nhá. Đấy, làm cô dâu đám cưới thì cũng là ok luôn. Đấy, sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe Kia K3. Đấy, phần bô lăng của em nó này. Bô lăng của em nó là bô lăng 3 chấu các bác nhá. Đấy, bàn phím tích hợp trên bô lăng rất là đẹp rồi. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lổ ngay các bác nhá. Đấy, xi nhan báo rẽ này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Hệ thống phun nước và gạt mưa. Đấy, phun như vòi rồng luôn các bác nhá. Phần quạt số này, phanh tay các bác này. Đấy, màn hình này. Đấy, màn hình Android các bác nhá. Đấy, SIM 4G đầy đủ rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm này. Màn hình camera lùi đầy đủ các bác nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy,
Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Đấy, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đấy, cụp xe có nhá, chỉnh điện này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru rồi. Vậy thì bác nào mà mua mẫu xe Kia K3 này mua về làm cô dâu đám cưới thì cũng là ok. Đấy, chạy gia đình, làm kinh doanh dịch vụ cũng được các bác nhá. Đấy, bác nào mới khởi nghiệp thì mua con này về dùng thì rất là ok. Bên rẻ đẹp lành. Đấy, đi rất là tốt luôn, dòng này đi rất là tốt các bác nhá. Đấy. Kia thì là một trong những mẫu xe bền, đi rất là bền và tiết kiệm, không hay hỏng vặt các bác nhá. Gương chiếu hậu này, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhá. Đây có cả hộp đựng kính các bác này. Phần hệ thống đèn trần này, ok luôn các bác nhá. Mẫu xe Kia K3 phải nói rất là đẹp rồi. Đây là có cả hộp đựng đồ các bác này, hộp đựng đồ các bác nhá. Phần phanh tay này, đây có cả bệ tì tay các bác này. Rất là đẹp. Đấy, táp lô của xe này. Đấy, hệ thống cảnh báo nguy hiểm này. Táp lô của em nó vẫn còn gai sần các bác nhá. Cảnh báo nguy hiểm các bác này. Đèn đóm này rất là ok. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho quý vị và các bạn xem và tham khảo cái mẫu xe Kia K3. Sản xuất 2014, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng. Mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đấy, cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không taxi, không dịch vụ. Xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, giá tiền em này thì chỉ với hơn 300 triệu đồng thôi. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em. Vâng, đây là phần hệ thống máy móc của xe này. Đấy, máy móc của nó thì em vẫn để mộc các bác nhé, không hề dọn dỉa chi các bác này. Đấy, máy lổ rất là êm. Đấy, máy zin các bác nhé. Đấy, máy đổi rất là êm luôn, máy số zin luôn, keo chỉ zin cả xe, hệ thống ủ giảm sóc này. Đấy, tất cả phần ủ giảm sóc có nhá, tính tán đang giật này, ốc bản nề này. Đó, chưa hề động đến ca lem hỏa lét luôn. Đấy, cam kết rằng cho các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe Kia K3 sản xuất 2014 quá nhá, vừa mới cập bến cửa hàng xong. Đấy, máy móc em để mộc luôn quá nhá, không hề dọn rửa chi. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thích dọn rửa thì em sẽ cho đi dọn rửa là ok các bác nhé. Đấy, máy lổ rất là êm. Đấy, máy lổ rất là êm, máy con này thì rất là bền và lành. Đấy, sơn xi màu đen chỉ sò la răng cúc bốn bánh, phanh ABS túi khí đầy đủ luôn các bác nhé. Đấy, trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia K3 sản xuất năm 2014, mang phiên bản số sàn, có động cơ 1.6 này, hãy cứ alo cho em đi. Vâng, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Đấy, máy zin luôn các bác nhá, máy lổ rất là êm. Hệ thống tổng quan của lắp capo. Đấy, các lỗ của nó này, các lỗ của em nó tròn, không hề có hiện tượng móp méo các bác nhá, không hề móp méo luôn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình xịn sò luôn. Máy gầm đại chất, phun số ngọt. Vâng, máy số zin. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng 15A47317 các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của động cơ cho các bác xem. Đấy, các bác xem phần gầm của động cơ các bác nhá. Gầm bệ của động cơ thì không có một chút mối mọt nào các bác này. Không có một chút mục mọt mà không dỉ dầu các bác nhá. Đấy, không mục mọt, không dỉ dầu, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia K3 2014 đăng kiểm thì mới đăng kiểm xong. Đấy, đăng kiểm mới tinh rồi. Vậy thì bác nào mà mua mẫu xe này về sử dụng thì rất là yên tâm các bác nhé. Đây là phần hệ thống của lốp của đằng trước bên phụ này các bác này. Đấy, lốp xe thì rất là dày dặn rồi. Đấy, phanh đĩa bốn bánh các bác nhé. Đấy, phanh đĩa bốn bánh chống trơn, chống trượt và chống bó cứng nha. Xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024. Hệ thống lốc của xe này, đấy, lốc của nó rất là đẹp các bác nhé. Còn đây là phần hệ thống táp đi của cánh cửa này. Táp đi của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhé. Đấy, các bác xem phần táp đi của xe thì vẫn còn gai sần luôn. Tất cả phần hệ thống khung cánh cửa này không hề một mọt các nhắc, keo chỉ của em nó keo chỉ zin luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, mẫu xe Kia K3 2014, số sàn, khối động cơ là 1.6, bệ bậc lên xuống thì đã được ốp vlog mạ chrome nhãn hiệu của Kia K3 rồi. Ốc áp lắp cao cốp này,
lóc cánh cửa các bác nhá. Đấy, chưa hề động đến ca lê mở lết luôn. Những cái phần cột kèo của xe. Đấy, phần cột kèo các bác này. Đó, cột kèo zin các bác nhá, cột kèo zin. Đấy, cột kèo zin nguyên bản luôn. Nội thất thì ghế da màu đen, màn hình Android cam nồi đầy đủ. Vâng, mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Hệ thống đằng sau ghế da đằng sau các bác này. Đấy. Bệ bậc lên xuống này. Đấy, hệ thống táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, phần táp ly cánh cửa các bác nhá. Táp ly thì em nó vẫn còn gai sần luôn. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, phần khung cánh cửa các bác nhá, keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ đây. Đấy, zin đều tấp tấp luôn các bác nhá. Đấy, ốc ác này. Ốc ác thì vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy. Phần hệ thống các những cái phần cột kèo của xe. Đấy, cột kèo của em nó cột kèo zin các bác nhá. Cột kèo zin nguyên bản luôn. Đấy, cột kèo zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không taxi, không dịch vụ. Xe gia đình xịn sò, rất là đẹp rồi. Đấy, quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về thì sử dụng thì rất là yên tâm. Đấy, chân kính về mưa đây đủ rồi. Đã được có bên lốc mạ chrome rồi, phanh đĩa bốn bánh này. Đấy, có cả con này nó có cả bạt phủ xe các bác nhá. Bạt phủ xe này. Đấy. Cái phần này là phần táp lô này, che táp lô các bác nhá, thảm trải táp lô này. Đấy, đây là phần hệ thống của lốp số cua các bác nhá. Lốp số cua này, kích trong đầy đủ luôn. Đấy. Sàn của em nó này. Đấy, không hề mục mọt các bác nhá. Đấy, các bác xem và cảm nhận này. Đấy, các bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia K3 này cứ alo cho em. Cái đinh tán răng giật của cốp sau xe này. Đấy, hệ thống tổng quan của lắp cốp này. Đấy, tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Đấy, các bác xem này. Đấy, zin nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe các bác nhá. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe này. Đó, gầm bệ của em nó thì không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, gầm bệ cột kèo keo chỉ zin, máy số zin, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, mẫu xe Kia K3 đang có tại bãi xe ô tô Phú Hải Phòng Quảng Ninh. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân với mẫu xe này thì nhắc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 và 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.